Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh FBI Review Xe. Hôm nay FBI sẽ xin giới thiệu đến anh em một chiếc xe, nó là chiếc xe thể thao, mang tính chất là chiếc xe thể thao, tuy nhiên nó có trợ lực điện. Đây là một trong những chiếc xe mà được nhiều quan tâm của các bác cũng như các bạn nào muốn di chuyển xa và muốn sử dụng hệ thống điện của nó, thì hôm nay FBI sẽ đưa đến cho các bạn chiếc video như thế. Rồi, anh em có thể nhìn thấy trên màn hình đó là mẫu xe điện XDS trợ lực với mã là MS300. Nếu như anh em nhìn qua thì chắc chắn là anh em sẽ không thể phân biệt được nó là một mẫu xe điện trợ lực, bởi vì anh em sẽ thấy rằng không thấy chiếc pin của chiếc xe điện XDS này. Tuy nhiên thì tí nữa ở phần giữa video tôi sẽ nói chiếc pin được giấu vào đâu. Còn về nhận xét về phần khung trước với chiếc MS300 này đang được sử dụng, đó chính là khung nhôm X6 với bản nhôm là X6 và không mối hàn ở những điểm nối trên khung. Anh em có thể lại gần để xem với nước sơn màu đỏ của chiếc MS300 này. Với chất lượng sơn thì cảm quan tôi nhận xét đó là chất lượng sơn rất là tốt, với nước sơn bóng và sơn 3 lớp, đó là sơn nước. Toàn bộ tem này của anh em thì đều là tem nước nhé, không phải là tem dán đâu anh em. Đó, chữ XDS được viết rất là to bản ở phần khung dưới này. Khung dưới này sẽ làm to bản hơn và khung trên nhỏ hơn. Vì sao mà khung dưới làm to bản hơn thì anh em có thể nhìn thấy là ở phần trong này chúng ta sẽ có một bộ pin được giấu bên trong với mẫu MS300 này. Chính vì thế sẽ tạo cho chiếc xe điện này nó khỏe khoắn hơn ở phần khung dưới này. Cộng với phần giấu pin phía bên trong này thì về nắng mưa thì anh em sẽ ít phải lo ngại hơn là những chiếc xe mà có pin được đặt gắn ở bên ngoài. Và tạo cho chiếc xe này được thiết kế gần như là anh em sẽ thấy được là ngay từ cơ bản ban đầu, chứ không phải là một chiếc xe được độ đẽo gì thêm. Với cái đoạn không mối hàn này của MS300 này tôi đánh giá là cũng rất đẹp, rất là đẹp anh em ạ. Nếu như anh em nào nhìn thực tế thì cũng sẽ có cảm nhận giống như tôi thôi. Không mối hàn ở phía điểm to này cộng với những điểm như thế này. Với chiếc khung của MS300 này thì tất cả các dây điện cũng như là dây phanh đều được đi âm sườn nha anh em. Đó, để tạo cho chúng ta. Ngoài ra thì phần dây này anh em cũng thể thấy này, XDS họ rất là kỹ, có những cái miếng xoắn như thế này, rất chắc chắn chứ không phải là làm cho có. Đấy là ưu điểm. Ngoài ra thì với chiếc khung này đang được sử dụng đó là bánh 27.5, nó được in ở ngay trên khung đây, anh em có thể nhìn thấy. Khung rất to bản và chắc chắn, vì vậy nên nó sẽ đạt được cái tốc độ tối đa rất cao và chiếc xe cũng rất là vững chắc để cho mình có thể, anh em có thể đạt với tốc độ đó. Thêm một phần nữa về nhận xét về kiểu dáng của chiếc xe thì với tôi, kiểu dáng của chiếc MS300 này tạo cho chúng ta độ khỏe, hình khối tương lai, và nó là một mẫu xe điện mà gần như là chúng ta chỉ cảm nhận nó là chiếc xe thể thao mà thôi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi lên phần đầu của chiếc MS300, một trong những phiên bản mới của XDS dành cho xe trợ lực điện bản 2021. Về phần đầu thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy rồi, đang được sử dụng đó là phần bốt tăng và ghi đông nhôm của XDS, in chữ XDS lên đây, anh em có thể nhìn thấy rất sắc nét. Nó là hàng chính hãng, vì vậy anh em yên tâm nhé. Chén cổ thì đang được sử dụng, tôi đoán nó là chén cổ bi thôi, tuy nhiên thì nó cũng rất là chắc chắn. Với MS300 thì đang được sử dụng phanh dầu trước sau nha anh em. Đó, phanh dầu, một trong những cấu hình cao cấp, và được sử dụng bộ số của Atut với 9 tầng lip phía sau. Atut với mã mới nhất nha anh em, M2000. Và nhà sản xuất cũng không quên tặng cho chúng ta một chiếc chuông đi theo xe, cũng rất là kêu và chắc chắn. Với chiếc MS300 này thì anh em đang được sử dụng đó là 9 tầng lip phía sau và một đĩa, vì vậy nên anh em sẽ không thấy tay bấm ở phía bên trái nhé. Về phần tay nắm của chiếc MS300 này thì đang được sử dụng với loại chất liệu cao su cao cấp, nó rất là chắc chắn nha anh em, chắc chắn cộng với bám tay tốt dành cho những anh em nào có mồ hôi tay thì sử dụng với chiếc tay nắm này rất tốt và êm. Đấy là cảm nhận của tôi khi mà cầm nắm vào chiếc tay nắm này. Xuống phía dưới một chút thì về phần mặt đầu của chiếc XDS 300 này thì chúng ta, MS300 chúng ta vẫn có hai cái logo XDS chạy hai bên, chữ rất là sắc nét mặc dù là chữ nhỏ nha anh em. Về phuộc của MS300 thì chúng ta đang có một bộ phuộc dầu nhá, bộ phuộc dầu với
size phuộc đó là hai bánh 27.5. Đó, bộ phuộc dầu có khóa phuộc và toàn bộ vai phuộc đều là vai nhôm. Phần này được sơn đen nha anh em. Và vai phuộc phía dưới này cũng là nhôm và phía trên cũng là nhôm, rất là to bản và chắc chắn. Giúp cho anh em có độ chắc khi mà chạy ở những cái đường sóc cũng như là đạt được tốc độ cao của xe điện. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể thấy nó có thêm một cái đèn này. Cái đèn này thì anh em có thể sử dụng, hướng dẫn cách sử dụng của cái đèn này thì anh em muốn bật đèn thì chúng ta sẽ bấm vào hai chữ M trên này hai lần liên tiếp. Đó, với chiếc đèn này thì tôi đánh giá là nó đủ sáng để cho anh em có thể sử dụng vào ban đêm và an toàn để có thể di chuyển được. Với bộ đèn rất là nhỏ gọn và trông nó không hề thừa thãi ở trên chiếc xe MS300 này. Xuống một chút nữa về phần bánh xe và lốp xe của MS300 thì hiện tại đang được sử dụng với bánh nhôm 2 lớp với kích cỡ là 27.5, được sản xuất tại XDS. Và bộ lốp là bộ lốp Kenda với cỡ là 27.5 x 1.95. Chúng ta sẽ đi về phần sau một chút, đó là phần giữa của chiếc MS300 này sử dụng đó là đùi đĩa nhôm của Minh Sai. Đó, đùi đĩa nhôm rất là to bản, hợp với kiểu dáng của xe. Với xe MS300 thì chúng ta chỉ có một tầng đĩa thôi nha anh em. Cái phần này nó cũng là phần nhôm nha anh em. Phần chắn xích này cũng là nhôm, vì vậy nên là rất là chắc chắn. Và ngoài ra thì với bộ trục giữa này anh em có thể nhìn thấy nó rất là khác biệt so với những trục giữa xe thường. Anh em có thể nhìn kỹ vào đây. Trong phần trục giữa này nó sẽ có một cái cảm biến để cho chúng ta để có thể cảm nhận được khi nào chúng ta dập mạnh chân hay nhẹ chân để có thể tác dụng lực điện vào giúp đẩy chiếc xe chúng ta đi nhanh hơn. Thì phía bên trong này sẽ có một cảm biến được đặt ở phía trong khung. Vì vậy anh em yên tâm về mưa nắng hay về ngập nước, thoải mái với chiếc MS300 này. Về phần khung giữa, nếu như anh em nhìn kỹ ở đây, nó rất to bản. Nó rất to bản, anh em có thể nhìn từ trên xuống dưới và rất dày để chịu lực tốt với những tốc độ cao. Bởi vì xe điện thường chạy với tốc độ cao hơn những xe thường, vì vậy nên họ phải làm rất chắc chắn. Anh em có thể nhìn thấy độ chắc chắn của chiếc MS300 này với những điểm táp khung này rất to để chịu lực tốt hơn. Lùi sang phía sau, nó tuy là một chiếc xe điện thôi nhưng cấu hình cũng không phải là cấu hình thấp mà nó là một cấu hình tầm trung. Chúng ta đang có được bộ số đó là Shimano Atus M370 trên củ đề này và một bộ lip 9 tầng cũng của Shimano luôn, đó là HG290. Nó đảm bảo cho anh em là nếu như anh em nào không muốn sử dụng điện hay đạp bình thường thì bộ số này cũng đáp ứng rất là tốt cho chúng ta sử dụng bình thường rồi. Nếu như mà chúng ta không muốn sử dụng điện thì tắt điện đi, đạp bộ số này cũng rất là ok để lên dốc và một số địa hình ở trong thành phố là chạy tốt, hay ngay cả những đường đèo cơ bản là cũng có thể chạy tốt với bộ số 9 tầng lip này rồi. Với một bộ xích của KMC cũng là một trong những thương hiệu tốt dành cho xích và lip để anh em yên tâm sử dụng. Phần trục sau thì nó được kết nối với bộ động cơ, vì vậy nên bộ ốc trục này rất là to. Với size này khoảng 17, ốc 17 đến 19. Anh em yên tâm là độ chắc chắn của chiếc MS300 này với bộ trục sau. Với chiếc MS300 thì đang được sử dụng với một bộ động cơ là 36V 240W với một bộ pin là 10A. Nó rất mạnh anh em ạ. Với bộ Meyer này được sử dụng của hãng Ikema. Đó, thông tin nó ghi rất rõ ràng ở đây cho anh em. 36V 240W và dành cho vành 27.5 nha anh em. Nó phân biệt rất rõ ràng, bộ Meyer này được sử dụng cho vành 27.5. Đó. Và phía sau thì anh em vẫn có tương tự thôi, bộ vành 27.5 inch với hai lớp nhôm và chúng ta vẫn có một bộ xăm lốp là 27.5 x 1.95 ở phía sau. Phía bên này thì chúng ta có một bộ phanh đĩa dầu. Đó, rất khéo, họ bắt rất khéo với dây rất gọn gàng đi theo phần khung được lòi ra như thế này. Và nút này và bộ phanh cũng được bắt vào động cơ rất là chắc chắn với 6 ốc hoa thị.
Ngoài ra thì đây là phần điện đi vào, anh em có thể nhìn thấy. Với một số xe điện thông thường thì họ chỉ có những cái nút rất đơn giản thôi, nhưng với MS300 thì anh em có thể thấy nó rất là chắc cũng như là tỉ mỉ. Họ phần này là phần chống nước để vào phần Meyer vì nó có lỗ để đi dây điện ra. Họ đã làm một cái tab như ở đây rất là chắc chắn này, anh em có thể thấy này. Tôi có thể đứng lên cho anh em xem ở phần nhựa này, nó rất là chắc chắn để anh em có thể đi vào nước thoải mái luôn. Nó ốp chụp như thế này để chống nước cho anh em tốt nhất có thể với chiếc MS300 này. Đây, tôi có thể đứng lên cho anh em. Nó là phần nhựa thôi nhưng nó rất chắc chắn. Đây, nó rất chắc chắn. Anh em có thể yên tâm nhá. Đây, nó có ốc lục giác để bắt phần nhựa này vào. Anh em yên tâm nhá. Lên phía trên thì chiếc MS300 đang được sử dụng với một bộ yên da rất là đẹp, kiểu dáng đẹp, hợp với kiểu dáng của xe với phối màu đen và đỏ. Yên này về cảm giác chúng tôi sờ lên thì nó rất là xịn sò anh em ạ. Với mẫu yên hãng XDS và có những cái vân chống trượt ở đây. Kiểu dáng yên cũng rất là đẹp. Với chiếc MS300 cũng đang được sử dụng đó là bộ cọc yên nhôm và một bộ bê đan nhôm rất là to bản và chắc chắn để chúng ta sử dụng. Vâng, xe điện thì luôn luôn cần phải những cái thứ chắc chắn để có thể đảm bảo được với tốc độ của xe điện. Và thêm nữa là chúng ta sẽ được nhà sản xuất gắn thêm một bộ đèn. Bộ đèn này thì nó không có tác dụng trực tiếp từ pin ra nhé, lấy điện từ pin ra nhé, mà nó sử dụng bộ pin tiểu 3A của anh em. Ở đây nó sẽ có một cái táp để anh em giật ra để thử đèn. Tôi sẽ thử luôn anh em. Đó. Đó. Nó... Với bộ đèn này thì nó chỉ có một chế độ sáng đỏ như thế này thôi. Khi mà hết pin thì anh em có thể vặn cái ốc này ra và bóc ra để thay pin. Nó chỉ có hai viên pin tiểu thôi. Nhưng nó tuy như thế thôi nhưng nó rất có hữu dụng cho anh em khi mà đi đêm, để cho chúng ta cảnh báo với những chiếc xe phía sau. Về phần yên thì chúng ta cũng đã có một chốt yên khóa mở nhanh với chiếc MS300. Và nhà sản xuất cũng không quên có phần chặn này để chúng ta có thể chặn nước tốt nhất có thể để nước không được đi vào khung. Đây cũng là một phần mà tôi đánh giá cao với những chiếc xe của XDS. Với chiếc pin của MS300 sẽ được đặt nằm trong lòng của chiếc XDS MS300 này. Vì vậy nó rất là nhỏ gọn và nó có hai cách sạc dành cho anh em. Với những anh em nào mà xe của chúng ta gần nổ điện thì chúng ta có thể cắm sạc trực tiếp vào đây. Và nó là chân sạc 3 chấu cho anh em. Ba chấu này thì giúp cho chúng ta sạc chân chắc hơn, nó không bị chập cháy khi mà trong quá trình sử dụng. Và cái núm cao su này để giúp cho nước không vào được. Núm cao su này cũng rất là chắc chắn, nó không dễ đứt đâu nha anh em. Nó rất chắc chắn, anh em có thể gắn vào đây. Đấy, nếu như với những nhà của anh em nào mà gần xe điện thì có thể cắm trực tiếp vào đây. Còn với những em nào mà cần xe ở khu vực xa phần sạc thì chúng ta có thể tháo chiếc pin này và di chuyển một cách rất dễ dàng. Hoặc đi dọc đường mà chúng ta bị hết điện mà muốn nhờ nhà ai thì chúng ta cũng có thể mỗi xe đều được tặng một chiếc, đều có một hai chiếc khóa, một chiếc sơ cua, đều có mã số như thế này. Đó, mã số này thì là để nhà máy có thể đánh một chiếc khóa mới cho anh em. Tuy nhiên thì ở Việt Nam thì có lẽ là chúng ta không cần sử dụng đến cái này, mà ra bất kỳ một quán chìa khóa nào chúng ta cũng có thể đánh được với giá chỉ bằng nửa bát phở thôi. Đó, anh em có thể mở pin này ra như thế này. Khi mà chúng ta vặn khóa thì pin vẫn chưa được mở ra nhé. Anh em muốn mở ra thì nó còn một cái lẫy ở đây nữa. Đó, anh em đẩy lẫy ra rồi mới mở được pin nhá. Đó. Nó khít đến từng vị trí một, rất khít, không hề có một kẽ hở nào. Điều đó cho thấy là XDS rất là chăm chút. Đây này, những cái ốc này anh em có thể thấy này, rất là khít. Và ngoài ra thì ở vía ngoài của chiếc pin họ cũng cho một cái lớp cao su như thế này bọc ra bên ngoài của khung để đảm bảo nước không có 1% nước nào có thể dính vào bên trong của chiếc khung của anh em. Thì trên đây thì trên chiếc pin này thì nó sẽ có một cái lẫy khóa này. Lẫy khóa này cũng rất là chắc chắn này, không để hỏng được này. Và có một phần là chúng ta có thể kiểm tra pin. Đó, một vạch. Thì anh em có thể kiểm tra pin ở trên, ngay trên pin của mình khi chúng ta bỏ pin rời ra khỏi xe. Hoặc nếu như xe gắn ở trên, nếu như pin đang được gắn ở trên xe thì anh em cũng có thể kiểm tra ở ngay trên đồng hồ như ở đầu video tôi đã nói. Đó. Và chân sạc ở đây, chúng ta cũng có chân sạc 3 chấu rất chắc chắn. Với pin này thì thông số là 36V cộng với 10,4 Ah, rất là khỏe.
10,4 kW cho ra công suất là 374 kW/giờ. Đó. Và chịu lực, chịu nhiệt độ lên đến 60 độ C cơ. Anh em thoải mái nhé. Ngoài ra thì pin đều có mã vạch, mã cốt, mã vạch được nhà máy cung cấp và dán lên vạch pin. Với toàn bộ pin và hệ thống điện của XDS thì FBuy bảo hành cho các bạn là 1 năm đổi mới nha anh em yên tâm sử dụng. Để lắp vào thì cũng rất đơn giản thôi, anh em sẽ gắn phần chấu phía dưới trước, sau đó đẩy phần này lên, xoay khóa cho vào. Đó, rất là chắc chắn và khít. Còn để sử dụng hệ thống điện của pin, khi anh em đã lắp pin vào rồi để sử dụng, nếu như anh em không bật màn hình này thì xe sẽ được sử dụng với chế độ bình thường, đó là chế độ chúng ta đạp sử dụng bình thường như chiếc xe đạp thông thường. Còn khi mà anh em cảm thấy mệt hay muốn sử dụng điện thì anh em chỉ cần bật ấn chữ M này giữ khoảng 3 đến 5 giây thì hệ thống điện sẽ được kích. Đó. Anh em có thể chuyển chế độ lên 321 để mà chúng ta có thể vọt. Với tốc độ của chiếc MS300 này thì chúng tôi test thì nó rất là mạnh. Sau cái video này thì tôi sẽ có cái video test tốc độ không tải của chiếc MS300 này, thì anh em có thể thấy được. Một số khách hàng đã đi thử với chiếc MS300 này và không thể nào không ngạc nhiên với cái độ kéo cũng như độ khỏe của chiếc Meyer và độ pin của chiếc MS300 này. Vì vậy nếu anh em nào ở gần Hà Nội thì hãy qua địa chỉ của FXBuy để thử nghiệm với chiếc MS300 này, chắc chắn rằng sẽ cho anh em sự hài lòng với một chiếc xe trợ lực điện. Ok, để sử dụng với hệ thống điện của MS300 thì anh em chỉ cần giữ chữ M này khoảng 3 đến 5 giây, ngay lập tức đồng hồ sẽ hiển thị và hệ thống điện sẽ được kích hoạt. Nó sẽ có những chế độ ví dụ như P0, P1, P2 và P3, đó là những chế độ đi nhanh hay đi chậm của chiếc xe này, và nó lấy pin ít hay nhiều, tác dụng lực ít hay nhiều là ba chế độ này anh em có thể tự điều chỉnh được bằng nút bấm P như thế này nhé. Ngoài ra thì màn hình, trước màn hình anh em thấy rất nhỏ gọn và đơn giản, tuy nhiên nó đủ để hiển thị tất cả những thông tin mà anh em cần như lượng pin sẽ được hiển thị ở đây. Bình thường nếu đầy pin thì nó sẽ có 4 vạch nha anh em. Và hiện tại pin của tôi đang nhấp nháy, có nghĩa là đang gần hết pin. Với chiếc xe điện mới này thì chúng tôi chưa sạc, vì vậy nên là đang nhấp nháy ở chế độ gần hết pin. Còn anh em sẽ hỏi tôi là với chiếc đồng hồ này thì nó không hiển thị km/giờ đang đi. Nó có hiển thị khi anh em tác động lực vào bê đan. Đấy là sự thông minh của đồng hồ. Tôi sẽ quay thử để cho anh em nhìn thấy số km/giờ. Với một chiếc đồng hồ rất nhỏ gọn, tuy nhiên hiển thị đủ chức năng, tạo cho chiếc xe MS300 này có được sự hoàn hảo của chiếc xe đạp điện. Với mức giá của chiếc xe MS300 này nó cũng thực sự hấp dẫn. Với toàn bộ những thứ, so với những toàn bộ những thứ mà chúng tôi vừa mới đưa đến cho anh em, thì nó thực sự là một mức giá hấp dẫn và hời so với những chiếc xe nhập khẩu từ nước ngoài khác để các bạn có thể mua qua FXBuy. Hiện tại thì với mẫu xe MS300 chúng tôi có 4 màu khác nhau. Chúng tôi có màu đỏ trên màn hình mà chúng ta vừa mới xem review, màu xanh nước biển, màu đen đỏ và màu trắng. Toàn những màu rất là đẹp và nước sơn thì thực sự là đẹp. Nếu như anh em nào quan tâm thì hãy qua ngay FXBuy, chúng tôi sẽ cho các bạn trải nghiệm thử để biết được chiếc xe MS300 nó mạnh như thế nào. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Xin chào.